nhằm tăng cường công tác bảo vệ trẻ em thời gian qua đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan tư trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng sống cho các em học sinh tại các cơ sở trường học. Theo đó việc triển khai thực hiện luật trẻ em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em và các vấn đề về trẻ em được tổ chức đoàn, hội đồng đội các cấp quan tâm thực hiện thường xuyên. Từ năm 2023 đến nay, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức gần 100 hoạt động tuyên truyền luật trẻ em. Đáng chú ý, các hoạt động được tổ chức với đa dạng các hình thức, lồng ghép với giáo dục kỹ năng sống, các lớp võ nhằm trang bị kỹ năng phòng chống xâm hại, kỹ năng tự vệ cho các em học sinh cũng như là tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em cũng được tăng cường với hơn 3.500 lượt thiếu nhi tham gia nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em trong thời gian tới tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu các vấn đề về trẻ em trong đó có lấy ý kiến của các em về các chương trình hoạt động liên quan đến trẻ em nhằm góp phần tìm ra giải pháp quan trọng để bảo vệ trẻ em phòng chống xâm hại trẻ em đặc biệt là qua môi trường mạng